Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lúc 4 giờ 40 phút ngày 29 tháng 9, các tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã ghi nhận được hình ảnh sao chổi C/2023 A3 xuất hiện sau 80.000 năm tuyệt tích. Sao chổi này có nguồn gốc là đám mây Oort, thường được ví như vùng tăm tối của hệ mặt trời. Một vành đai nằm ngoài rìa của hệ với rất nhiều tiểu hành tinh và sao chổi băng giá. Theo những tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn, để ghi nhận được hình ảnh sao chổi C2023A3 ở nơi ô nhiễm sáng, có nhiều ánh đèn đường và đèn nhà dân thì sẽ rất khó thấy. Để quan sát tốt được sao chổi này, nên chọn vùng tối thoáng đẳng ở cách xa đèn nhân tạo, để mắt mình quen với bóng tối khoảng 10 phút rồi hướng mắt về vùng trời phía đông đông nam ở ngay trên đường chân trời. Quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một ngôi sao có cái đuôi dài và sáng đó chính là sao chổi C2023A3. Tờ Scientific Daily cho biết, theo các tính toán, sao chổi C2023A3 hay còn gọi là Chư Chin San Atlas dự kiến sẽ đạt đến điểm gần trái đất nhất vào ngày 12 tháng 10, điểm cận nhật gần mặt trời nhất ngày 27 tháng 9 cho đến ngày mùng 2 tháng 11. Sao chổi C2023A3 có thể đạt độ sáng tương đương sao Bắc Đẩu và mọi người có thể quan sát được. Vào đầu năm 2023, con người bất ngờ phát hiện ra sao chổi C2023A3 tại đài quan sát ở Nam Phi và Trung Quốc và nhanh chóng khơi dậy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng thiên văn học. Trong tương lai, sao chổi C2023A3 có thể trở thành một trong nhiều đối tượng thiên văn quan trọng nhất của thập kỷ. Đặc biệt, vật thể này cung cấp một cửa sổ để chúng ta hiểu thêm về đám mây óc bí ẩn. Ảnh chụp sáng 29 tháng 9 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định về sao chổi C2023A3 San Atlas đang tiến gần đến trung tâm của hệ mặt trời hơn quỹ đạo của sao kim. Theo nhà thiên văn học John T. Hockner của Đại học Nam Queensland, C2023A3 đang từ từ tiến vào bên trong hệ mặt trời. Sau ngày mùng 2 tháng 10, sao chổi sẽ bị ánh sáng mặt trời che khuất và nó sẽ xuất hiện trở lại trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu kể từ ngày 12 tháng 10 ở gần đường chân trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Nếu nó sống sót sau cuộc chạm trán với mặt trời, Sao Chổi sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời trên bầu trời đêm vào giữa tháng 10 năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, dạnh áp thấp có trục ở khoảng từ 19 đến 22 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão Kraton. Vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 9, cơn bão này có vị trí vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão Kraton di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan, Trung Quốc. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, từ kinh tuyến 117 đến 120 độ Kinh Đông, có gió mạnh dần lên cấp 6, phía Bắc cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực này cũng sẽ có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy. Đến ngày 1 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông từ kinh tuyến 116 đến 120 độ kinh đông, có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9. Riêng phía đông kinh tuyến 118,5 có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 m. Từ trưa ngày mùng 1 tháng 10, khu vực vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương trên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm nêu trên và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống nguy hiểm. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về bộ, qua Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 tháng 9, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mùng 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, Vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Phát hiện quả đồi Na Kha ở thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, nước Toác, chính quyền địa phương đã nhanh chóng di rời khẩn cấp 21 hộ dân và tài sản đến nơi an toàn. Ông Ngân Trọng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Lát cho biết, đến ngày 29 tháng 9, địa phương đã di rời 21 hộ dân tại khu phố Na Kha ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở trước đó vào chiều 26 tháng 9 người dân phát hiện trên đồi Na Kha xuất hiện nhiều vết nứt lớn vị trí nứt nằm ở phía sau khu nhà dân thuộc tổ dân phố Na Kha qua kiểm tra phần ta Luy dương có cung trượt với chiều dài khoảng 400m độ rộng vết nứt từ 30 đến 50 cm khối lượng đất đá đang có hiện tượng xê dịch làm hư hỏng đường bê tông của khu phố và bờ kè đá của nhà văn hóa trước thực trạng trên đoàn kinh tế quốc phòng 5 thuộc quân khu 4 và đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cùng các lực lượng đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán 21 hộ với 101 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đến nơi ở an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Lát, ông Ngân Trọng Hiệp cho biết, hiện tại đồi Na Kha vẫn đang tiếp tục sạt lở và mất chân, đất đá tràn vào phía tường nhà văn hóa gây sụt lún, nứt toác không thể sửa chữa. Đối với nơi ở của 21 hộ dân tại một số ngôi nhà, lực lượng chức năng cùng chính quyền thôn, xã và người dân đã chủ động tháo dỡ nhà, sơ tán tài sản để tránh thiệt hại trong trường hợp xảy ra sạt lở núi, để đảm bảo an toàn lâu dài cho các hộ, chính quyền đã đề xuất cấp trên nên quy hoạch xây dựng khu định cư ở vị trí khác. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát từ hôm 21 đến 23 tháng 9, Mưa lớn đã làm thiệt hại 32 nhà dân, làm sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường, gây chia cắt giao thông. Để ứng phó, huyện đã di rời 449 hộ dân với 2.096 nhân khẩu của thị trấn Mường Lát, xã Tam Trung, Pù Nhi, Mường Chanh, Trung Lý, Nhi Sơn, Mường Lý, Quang Triều, nằm trong vùng sạt lở đến nơi ở an toàn. Hiện tại, sau khi nước đã rút trời tạnh giáo, các lực lượng chức năng ở huyện Mường Lát đang tập trung nhân lực phương tiện để khơi thông đất đá bị ùn ứ trên các tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông. Liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, anh Vũ Minh Hoàng, 42 tuổi, tài xế xe khách Thanh Bằng, cho biết lúc xảy ra sự việc, mọi việc diễn ra quá nhanh, cả xe hoàn toàn bất lực. Sáng 29 tháng 9, anh Hoàng lái xe khách dường nằm đi hướng thành phố Hà Giang tới thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, trên xe lúc đó có 5 người gồm cả nhân viên nhà xe. Khi đến km 51 cộng 200 quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống đè trúng xe khách. Sau vụ sạt lở, chiếc xe bị đẩy xuống cống bên đường, đất đá vùi lấp một phần thân xe. Rất may mắn, anh Hoàng và những thành viên trên xe thoát chết. Theo đó, anh Vũ Minh Hoàng cho biết bản thân vẫn đang rất run và sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng quả đồi sạt xuống đè trúng xe. Anh Hoàng kể lại khoảnh khắc sinh tử, lúc đó tôi đang đi trên quốc lộ 2, phía trước có một xe cùng chiều đi chậm hơn nên tôi cũng đi chậm lại. Khi đến khu vực xảy ra sạt lở, tôi thấy một số người vẫy tay ra hiệu nguy hiểm, lúc nhận ra thì không kịp. Theo anh Hoàng, khi xảy ra vụ việc, trên xe mọi người gần như chỉ biết trông vào phép màu xảy ra. Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh, mạnh với khối lượng khổng lồ, lúc đó tôi chỉ biết cách nắm chặt tay lái và nín thở chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Rất may, lúc đất sạt xuống lại đẩy xe ra khỏi mặt đường mà không úp xuống bao trùm nên tôi và mọi người thoát được ra ngoài. Trước đó, vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29 tháng 9 đã khiến nhiều người thương vong và mất tích. Có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng. 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có một xe khách, hai xe tải, ba xe con và nhiều xe máy